thì chúng ta có một cái thông tin cũng đáng tiếc các bạn thông tin này đến từ Sushi Swap thì đây là một cái dax nhiều bạn có thể đã từng sử dụng rồi thì Sushi Swap họ đã thông báo là bây giờ đã cái số tiền dự trữ mà họ có trong ngân khố chỉ đủ để sử dụng một năm rưỡi nữa mà thôi có nghĩa là họ gần hết tiền rồi Sushi Swap họ nói là trước đây họ sử dụng khoảng chừng 9 triệu mỗi một năm thì bây giờ họ cắt giảm chi tiêu bây giờ họ sử dụng khoảng chừng là 5 triệu mỗi một năm nhưng mà cho dù là năm triệu một năm đi nữa họ cũng còn có một năm rưỡi nữa là sẽ hết tiền và đối đầu với lại cái sự kiện này đó thì bây giờ đã có một cái cuộc bỏ phiếu thường không biết là có thành công hay là không thì các bạn đã biết là đối với những cái đắt này đó các bạn có thể tham gia để mà cung cấp cái tính thanh khoản thì khi mà các bạn cung cấp cái số tiền các bạn các bạn lóc lại thì người ta đi giao dịch trên SushiSwap đó các bạn sẽ nhận được một cái phần thưởng và trước đây đó... thì đã có một cái quyết định đó chính là cái phần thưởng đó đó... thì 10% của cái phần thưởng sẽ được giao lại cho cái đội của SushiSwap để mà bảo quản và đó là tiền dùng để mà phát triển hệ thống của SushiSwap và 90% sẽ được trả Thì người mà tham gia vào staking tham gia vào cung cấp tính thanh khoản cho hệ thống của SushiSwap nhưng mà bây giờ đó họ nói là nếu như mà muốn dự án này tiếp tục đó, thì họ có một đề nghị đó chính là cung cấp hết tất cả 100% của cái số tiền thưởng đó trong vòng một năm để đưa hết cho cái đội Sushi Swap để họ có tiền để tiếp tục hoạt động. Có nghĩa là những người mà tham gia cung cấp tính thanh khoản cho Sushi swap đó thì có thể là họ không nhận được gì hết nếu như mà được bỏ phiếu thành công nhưng nếu vậy đó thường không nghĩ là những người mà họ tham gia staking họ sẽ tiếp tục staking đâu tại vì nếu staking cũng không có được lợi nhuận gì chỉ một năm thì có thể nhiều người sẽ rời bỏ họ đợi một năm sau không mới trở lại cho nên thường không có biết là tương lai của sushi sẽ là như thế nào và đây cũng là một cái dự án có thể là nhiều bạn đã quên dự án này đó đã từng có một đợt là coi như đã sắp sửa dẹp rồi các bạn hãy nhớ đó là cái thời điểm của năm 2020 thì đột ngột đó chúng ta thấy được là Chef Nomi, cái người mà đứng sau lưng dự án Sushi Swap đã bán hết tất cả token sushi của Chef Nomi vào thời điểm đó là khoảng 14 triệu đô và nhiều người đó lúc đó xem như dự án này cũng đã xong rồi. Đây là một cái đợt gọi là rug pull, có nghĩa là người này lấy tiền sau đó là bỏ dự án rồi sau đó đó giá của sushi đã giảm cực kỳ mạnh luôn và các bạn có biết là ai đã đứng ra để mà đỡ giá và hỗ trợ dự án này hay là không đó chính là không ai khác hơn là Sam ban mình free đây các bạn đó chính là thời điểm tháng 9 của năm 2020 thì bây giờ đã không còn Sam ban free nữa chúng ta cũng không có còn FTX Alameda để có thể hỗ trợ dự án này nữa bây giờ họ nó họ gần hết tiền rồi đây là thông tin rất là đáng tiếc đó các bạn chúng ta cũng có một người <laughs> có thể nhiều bạn cũng đã quen thuộc rồi không ai khác hơn đó chính là Jim Cramer thì Jim Cramer ngày hôm qua đó đã tuyên bố là không có quá trễ để bán tất cả crypto của mình và Jim Cramer đó không những nói là mọi người bây giờ nên bán hết crypto đi ở cái mức giá như thế này mà Jim Cramer nói là những đồng như là XRP, Dogecoin, Cardano, Polygon sẽ tiếp tục đi xuống sâu nữa và có thể là trở về con số 0 nữa các bạn thì Jim Cramer à, theo thường nghĩ là đang nằm ở trong à, cái à, thời kỳ đầu hàng và phấn độ đó các bạn. Jim Cramer là một người dẫn chương trình cho đại CNBC và một người mà cũng đã dẫn chương trình một thời gian rất là dài rồi. Nhiều bạn cũng đã từng nghe đó, Jim Cramer và nhiều người cũng hay làm meme của Jim Cramer đó lúc nào mà Jim Cramer hô mua cái cổ phiếu nào thì cổ phiếu đó có khả năng là sập khi nào mà Jim Khmer nói bán cổ phiếu nào hay là nói là đầu hàng à không muốn tiếp tục giữ cổ phiếu đó nữa thì cổ phiếu đó lại tăng một thời gian sau đó cho nên nhiều người cho Jim Khmer đó là thánh tín hiệu ngược cho nên sau khi mà chúng ta thấy Jim Khmer nói là crypto coi như là bỏ đi đi sẽ trở về con số 0 thì mọi người rất là vui ngày hôm qua nói là cuối cùng chúng ta còn đang chờ được tín hiệu cần thiết từ bao nhiêu năm nay và các bạn đã nhớ là chắc đây khoảng chừng là hơn một năm đó khi mà Coinbase lên trên sàn chứng khoán của Hoa Kỳ thì Jim Cramer đã nói là Coinbase có thể là tăng rất là cao cho nên 300 đô là mua 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 mua. Nhưng mà sau khi mà Coinbase xuống còn thứ nhớ 30 đô thì chim hồi nói là thôi coi như xong rồi, bán hết Coinbase. Bây giờ Coinbase đã tăng được trở lên thật các bạn. Cho nên Jim Cramer là một người mà các bạn xem cho vui mà thôi. Nhưng mà đối với lại cái sự quan hệ giữa Jim Cramer và crypto đó thì cũng mới gần đây mà thôi Thôi nhớ Thời điểm mà Jim Cramer bắt đầu quan tâm đến crypto đó Chính là cái thời điểm mà Jim Cramer đã có cuộc phỏng vấn với lại Anthony Pomliano Uh, của Morgan Creek Các bạn uh, đã nhớ thời điểm đó là tháng 3 của năm 2021 Các bạn thấy được là trong cái video này Jim Cameron vui vẻ tới cỡ nào Và sau cái cuộc phỏng vấn này đã Sau khi mà Anthony Pomliano đã giải thích là Tại sao Bitcoin là tương lai Thì uh, Jim Cameron hình như cũng đã hiểu được cái gì đó Rồi sau đó Jim Cameron đã, rất là bullish Nói là Bitcoin là tương lai Tôi rất là tin và sau đó chuyên phần nói là bây giờ tôi sẽ mua một phần nhỏ thôi khoảng chừng là một phần trăm để bắt đầu mua bitcoin tại vì tôi tin đó là tương lai rồi sau đó chuyên KM lại nhanh chóng mua thêm nhiều bitcoin và sau đó đó là một trong những người mà luôn nó tốt về crypto trên đài CNBC các bạn, giống như, như là đã trở thành một người mà có lòng tin cực kỳ vững chắc rồi nhưng mà chúng ta đã đón sai rồi các bạn và Jim Cameron đó sau khi mà chúng ta thấy được là giá tăng lên rồi giảm xuống còn 17.000 đô tháng 12 của năm 2020 đó thì Jim Cameron là một trong những người mà nói là bây giờ tôi mua tôi à, có thể mua được với cái giá thấp 17.000 đô là quá tốt quá tốt mua 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 rồi chúng ta bước qua năm 2022 đi. Thì tháng 1 của năm nay đó, lúc mà giá đang ở mức cao, các bạn đã biết là Jim Kramer đã kêu gọi như thế nào hay là không. Jim Kramer đã nói là có thể đã quá chạy để bán crypto của mình. Chúng ta nên nghĩ đến là thu mua. Nhưng mà ở mức giá bây giờ đó thì Jim Kramer đã nói là không quá chạy để mà bán các bạn. Đây là cái điều thú vị khi mà chúng ta theo dõi quá trình của Jim Kramer. Rồi chúng ta bước qua thời điểm hồi tháng 6 đi tháng 6 năm nay đó cái tầy nửa năm thì Jim Cramer đột nhiên nói là uh, thích Bitcoin nhưng mà bây giờ thích Ethereum hơn rồi Jim Cramer bắt đầu là nói tốt về Ethereum nói là Ethereum tốt hơn Bitcoin các kiểu lúc đó và ngay lúc đó các bạn thấy được là Jim Cramer vẫn kêu gọi mọi người mua crypto các bạn hãy nhìn cái clip ngắn này để thường chia sẻ với các bạn If you're a young person and you're thinking about crypto I think it's smart I think crypto should be part of a person's diversified portfolio. I can't tell you not to own crypto. I own crypto. <laughs> các bạn đã thấy được là trong video này Jim Cramer vẫn rất là gần Vẫn là một trong những người mà rất tin crypto Nhưng mà đây là cái video được chia sẻ vào ngày 21 tháng 6 của năm nay đó Điều thú vị là các bạn chuyển qua vào ngày 6 tháng 7 Từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 6 tháng 7 Các bạn thấy được là thời gian chỉ có 2 tuần mà thôi Nhưng mà trong vòng 2 tuần Jim Cramer đột nhiên lại suy nghĩ ngược lại 180 nói là bây giờ đó ông ta nghĩ là crypto không có giá trị nào hết rồi các bạn thấy được là bắt đầu là tới tháng 9 năm nay thì Jim Cramer đã nói là bây giờ đã không còn quan tâm đến crypto nữa coi như là bỏ qua đi và chúng ta thấy được là đến thời điểm này thì nói là crypto sẽ chỉ còn số 0 nữa các bạn đây là quá trình của Jim Cramer nó giống như là quá trình của một người mới đầu tư vậy các bạn nhưng mà Jim Cramer là một người mà đã đầu tư mấy chục năm nay rồi nhiều khi thuận nhìn vào quá trình của Jim Cramer Thường cảm thấy là không biết là ông ta đóng kịch hay là thật sự là như vậy các bạn thấy được là có rất là nhiều những cổ phiếu Jim Cramer cũng đi một cái dòng như vậy lúc mà Jim Cramer kêu mua là cái thời điểm đỉnh lúc Jim Cramer kêu bán là cái thời điểm đấy các bạn đó là lý do tại sao mà nhiều người hay chọc Jim Cramer và chúng ta có nguyên một quỹ đầu tư chuyên làm ngược lại những gì mà Jim Cramer nói đó chính là Inverse Jim Cramer ETF Thì không biết là lần này khi mà Jim Cramer nói là crypto sẽ giải về con số 0 Không biết họ có đi mua crypto hay là không Nhưng mà sự thật thì cái cảm giác của chương Kramer cũng là cảm giác thường nghĩ đâu cũng có nhiều bạn hiện bây giờ. Cho nên tôi muốn chia sẻ thêm một số thông tin với các bạn. Chúng ta lại chuyển qua cái mục là tâm sự và chia sẻ tâm lý đầu tư với các bạn. Một số bạn đã muốn thuận chia sẻ cái số lượng lượt xem trên kênh để có thêm tài liệu về cái sự hứng thú xem video crypto hiện tại ở trên YouTube thì tôi nó chia sẻ với các bạn như các bạn nhìn thấy ở trên màn hình đó, cái đường màu xanh bên dưới này đã đại diện cho cái lượt view tính theo ngày và đây là trong vòng một năm qua thì các bạn đã thấy là cái số lượng view trong vòng 365 ngày qua đó thì cũng rất là trung bình mà thôi cũng không bao giờ là đột biến hết có một số thời điểm như là cho bạn thấy được là cái Thời điểm này ở trên màn hình đó, chính là cái thời điểm của Luna UST Hồi khoảng chừng tháng 5 của năm nay đó thì uh, lúc đó có nhiều thông tin thì cái số lượng view tăng lên trong thời gian ngắn. Nhưng mà sau đó nó cũng đã giảm xuống và chúng ta thì được chúng ta trở về cái mức trung bình rồi những cái thời điểm như này gần đây liên quan tới FTX thì sự kiện đó cũng lớn nhiều bạn cũng xem kênh nhiều hơn nhưng mà chúng ta cũng trở về trung bình thì cái lượng view uh, trong vòng một năm qua nó thì cũng trung bình thôi các bạn cho dù là giá cả một năm qua đã tệ hơn rất là nhiều nhưng mà cái lượng view thì cũng không có sự thay đổi nhiều đâu và nếu chúng ta tính năm nay so với năm ngoái đó thì trong vòng 365 ngày qua tổng cộng đó, các bạn thấy được là có 9,4 triệu view và cái số lượng view này đó thì thấp hơn năm ngoái khoảng chừng 18% chứ không phải là nhiều lắm Cho nên nhiều bạn thì có hứng thú với thông tin này nhưng mà đối với Thuận đó thì kênh Thuận Capital Thật ra có nhiều bạn ủng hộ và theo dõi hàng ngày để có thông tin crypto và kinh tế vĩ mô Và tôi nghĩ là phần lớn các bạn cũng đầu tư dài hạn hay là đã có kinh nghiệm đầu tư rồi Và nhiều bạn cũng theo chiến lược trung bình giá cho nên cho dù thị trường bô hay thị trường bear đó thì cũng không có phải là yếu tố lớn ảnh hưởng tới lượt view đâu. Cho nên các bạn sẽ thấy như vậy. Và có một số bạn hỏi thuận là nếu chúng ta tính cái số lượng view của thời điểm này so với lại thời điểm mùa đông của năm 2018 19 thì ra sao? Khi họ lên trên YouTube đó các bạn thì không biết tại sao mà họ không có còn lưu trữ tài liệu trước à, cái thời điểm năm 2019 nữa, các bạn thấy được là họ không có tài liệu đó, mặc dù kênh này đã có từ năm 2017 rồi, nhưng mà chúng ta chỉ nhìn vào năm 2019 thôi, thì các bạn thấy rất rõ ràng là cái số lượng view bây giờ đó so với lại thời điểm năm 2019 là tăng lên hơn tới 10 lần lần các bạn trung bình là như vậy hàng ngày. thì tại sao thì như đã chia sẻ với các bạn đó thường thì có lòng tin là năm này qua năm nọ thì chúng ta càng có nhiều người có lòng tin hơn với crypto và đây là cái đợt mà xuống giá đầu tiên từ khi mà thường tham gia crypto tới bây giờ mà thường không có còn cảm giác là có phải crypto sẽ biến mất hay là không thường nghĩ là nhiều bạn cũng không có cảm giác đó nhiều bạn có thể là không biết là sẽ xuống sâu bao nhiêu nữa nhưng mà nếu nói là các bạn có tin crypto hay là bitcoin nói riêng sẽ biến mất thì thường nghĩ là không có mấy người tin đâu năm 2018 chín thì không phải vậy đâu các bạn vẫn còn một cái số lượng người cũng khá lớn lúc đó có thể nghĩ là Crypto sẽ biến mất, Bitcoin sẽ biến mất trong cái đợt đó. Nhưng mà bây giờ đó, cảm giác đã khác. Thì có thể đã có nhiều người hơn rồi. Và kênh này cũng đã nhiều người đăng ký hơn. Cho nên lượng view cao hơn thì cũng là một phần là vì lý do đó. Và thời điểm này thường đăng nhiều video hơn so với năm 2019. Đó là thông tin thường muốn chia sẻ với các bạn. Và về tâm lý đó, thì hiện bây giờ thường biết là nếu như nói năm sau có thể sẽ tốt hơn hoặc là có bất cứ thông tin tốt gì, thông tin bullish gì thì nhiều bạn cũng sẽ bác bỏ vì lý do này hay lý do nọ như là Fed tăng lãi suất, suy thoái toàn cầu, chiến tranh vân vân. Tôi hiểu điều đó, thường có thể nhìn thấy được các comment của các bạn mỗi lần mà thường đăng một thông tin gì mà nó tốt một chút thì nhiều bạn sẽ có cái comment không tin. Nhưng các bạn hãy đưa mình trở lại cách đây 12 tháng, lúc đó đó thì tâm trạng của bạn như thế nào? Có thể là bạn chấp nhận các thông tin bullish, thậm chí là bác bỏ những thông tin bearish và đây là một ví dụ để các bạn thấy là trong vòng 12 tháng đó tâm lý của các nhà đầu tư có thể thay đổi 180 độ luôn Cho nên chỉ nên nói tới là 12 tháng sau thì tâm lý như thế nào không ai đó được đâu các bạn Tâm lý đó có thể cũng thay đổi 180 độ Nhiều khi đó đối thủ lớn nhất trong đầu tư của bạn chính là bản thân của bạn Đây là điều mà tôi muốn chia sẻ về tâm lý chung hiện tại chúng ta đương nhiên sẽ không biết được là giá còn xuống nữa hay là không hay là còn xuống bao nhiêu hay là giá sẽ hồi phục lại từ đây khả năng nào cũng có hết các bạn ngắn hạn đương nhiên là thường không bác bỏ những cái điều mà chúng ta lo lắng suy thoái tài chính toàn cầu chiến tranh không chấm dứt hay là Fed tiếp tục tăng lãi suất làm ảnh hưởng đến nền kinh tế nói chung. Đây là những điều mà đương nhiên Thuận cũng lo lắng, Thuận cũng chia sẻ với các bạn nhưng mà đó là những cái sự ảnh hưởng ngắn hạn mà thôi. Dài hạn thường vẫn có lòng tin chúng ta sẽ vượt qua khi mà thị trường này những người yếu tay rời khỏi chỉ còn những người mà mạnh tay mà thôi. Khi mà những cái công ty mà không nên ở lại họ bị sụp đổ thì chỉ còn những cái công ty mà vững chắc mà thôi và ngoại trừ là các bạn nghĩ là fed sẽ mãi 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 tăng lãi suất và không bao giờ giảm nữa hay là các bạn nghĩ là suy thoái toàn cầu sẽ không bao giờ chấm dứt hay là chiến tranh cũng sẽ không bị chấm dứt ngoại trừ các bạn nghĩ gì mà thôi chứ còn tất cả cũng sẽ có ngày chấm dứt và thị trường cũng sẽ phục nó vẫn là một cái chu kỳ mà thôi các bạn và ngay trong cái thời điểm này các bạn có biết là có thể là các bạn đang không có lòng tin hay là các bạn đang chán nản nhưng mà các bạn có biết đây là cái thời điểm mà chúng ta lại nghe nói tới những cái công ty lớn đó họ lại có động thái chúng ta thấy được là cái mức giá bây giờ đó Goldman Sachs nói là họ chuẩn bị có thể là chi ra khoảng chừng là vài chục triệu đô la để có thể thu mua những tài sản từ những công ty như là FTX các bạn thấy được là họ không có những cái động thái như này khi mà giá cả đang ở mức cao nhưng mà ngay cái thời điểm này, ngay cái thời điểm mà Jim Cramer nói là không có quá trời đi bán hết tất cả, tất cả sẽ về con số 0 và ngay thời điểm đó, Goldman Sachs lại ra cái quyết định là họ sẽ bỏ ra 30 triệu để mà thu mua tài sản crypto ở cái mức giá này và họ nói là đây là cái mức giá mà họ cảm thấy là hợp lý. Và đối với Goldman Sachs đó, các bạn thấy được là Goldman Sachs cũng có nhiều cái nghi vấn lắm. Các bạn thấy là Goldman Sachs trước đây cũng đã từng có cái quan hệ với là sàn FTX. Các bạn đã nhớ là chính CEO của Goldman Sachs đó là David Solomon đã bay tới Bahamas và đã trò chuyện với lại FTX. Các bạn đã nhớ lúc đó cũng là cái thông tin rất là lớn. Lúc đó sàn FTX um, vẫn đang rất nổi và muốn có IPO khi nào muốn bán cổ phiếu Hoa Kỳ và David Solomon đã bay qua bên Bahamas và hai bên đã có nhiều hứa hẹn nhưng mà sau đó Goldman Sachs cũng không có bất cứ một động thái nào sau đó hết các bạn rồi chúng ta đã biết là FTX bị sụp đổ thì thuận không biết là trong cái cuộc nói chuyện này đó David Solomon cũng đã nhận ra được là Sam sẽ có vấn đề cho nên ngay sau đó thì David Solomon đã không có bất cứ một động thái nào ủng hộ sang FTX hay là tham gia vào thị trường này nhưng mà đợi tới cái lúc này các bạn đợi ngay cái lúc này thì uh, Goldman Sachs mới nói là họ chuẩn bị bỏ ra vài chục triệu để mà thu mua tài sản crypto đến từ những công ty từ FTX và một điều thú vị hơn nữa các bạn đã thấy là ngoại trừ là David Solomon của Goldman Sachs đã đến gặp Sam bankman thời điểm này là cái uh, thời điểm uh, tháng tư của năm nay thì chúng ta đã nhìn thấy một tấm hình uh, tấm hình này đó các bạn nhìn thấy được là cái người mà bên tay trái đó đó chính là ba của Caroline Ellison đó chính là CEO của Alameda đó như bạn cũng đã nhớ rồi thì ba của Kelly Allison là Clan Allison đứng chụp hình chung với cái người mà các bạn thấy là khoanh tròn này đó các bạn có biết người này là ai hay là không người này là Greg Palm Greg Palm là luật sư hàng đầu của công ty Goldman Sachs Các bạn thấy được là khi là sâu chủ lại đó, Thì thật sự là có rất nhiều cái mối quan hệ Goldman Sachs đã từng gặp FTX CEO Goldman Sachs gặp Sam Bankman Free Chúng ta thấy được là CEO của FTX có quan hệ với lại Kelly Allison của Alameda và ba của Kelly lại đứng chụp hình chung với lại luật sư hàng đầu của Goldman Sachs. Có phải là họ đã biết cái gì đó hay là không trước đây cho nên họ đã không tham gia đợi FTX sụp đổ họ mới dùng tiền của họ để mà tham gia thị trường này cũng có thể các bạn. Và đương nhiên chúng ta vẫn còn có một số những thông tin rất là tốt ngoài những thông tin đó chúng ta thấy được là về Allcoin đó thì đợt này đã không có cái phần trăm vốn hóa xuống mạnh như là những đợt trước các bạn thấy được chúng ta vẫn thấy BTC ấy, hiện bây giờ thì vẫn xoay quanh một cái mức nào đó mà thôi chứ không có tăng lên à, như là 50 60 phần trăm như đợt trước đây các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào con thì tổng số vốn hóa của BTC bây giờ là chỉ có 36.8 phần trăm mà thôi trong lịch sử đó những cái thời điểm không tốt như thế này đó thì tổng số hóa của BC có thể trở lên là 60%. Lần này không phải như vậy và chúng ta vẫn tiếp tục thấy được là những cộng đồng như là TVM thì vẫn tiến tới. Chúng ta có thể nhìn thấy được đây là cái số lượng địa chỉ ví mà có hơn 32 TVM. Con số 32 TVm là một con số mà rất quan trọng tại vì đó là cái con số cần thiết nếu như các bạn muốn tự làm một cái vai đây các bạn muốn tự stake đương nhiên các bạn tham gia vào staking chung với lại một dịch vụ nào các bạn không cần có 32 nhiêu hai ether nhưng nếu các bạn muốn tự chạy một vai đây các bạn cần phải có cái số lượng đó và chúng ta thấy được là cái số lượng ví mà có hơn 32 ether đang ở cái mức cao nhất và nói tới ethereum nên thì chúng ta đã lâu không nhìn vào cái số lượng ethereum được sinh ra sau khi mà có hiện tượng The Merge Thì các bạn đã nhớ hiện tượng The Merge đã có cái đây khoảng chừng 3 tháng ngày 14 tháng 9 thì sau đó chúng ta đã thấy được là đã có một thời gian tuy không những là không tiếp tục tạo ra nữa mà còn giảm phát các bạn thấy được chúng ta có một thời gian dài bây giờ đó thì trong vòng thời gian 3 tháng qua đó các bạn có biết là chỉ có thêm 2.378 y được sinh ra mà thôi con số này rất là thấp luôn các bạn trong vòng 3 tháng mà chỉ có thêm 2.300 y được sinh ra so với lại nếu như chúng ta vẫn còn ở hệ thống cũ đó hệ thống pre-work thì các bạn có biết là chúng ta sẽ có tới 977.000 Ether được sinh ra trong cùng thời điểm hay là không Các bạn thấy được là hiện tượng The Merge đã đẩy lùi phần trăm lạm phát của Ether rất là nhiều luôn Thậm chí là một thời gian ngắn có thể là giảm phát Nhưng mà trong cái thời gian 3 tháng thay vì là có 977.000 ether được sinh ra chúng ta chỉ có 2.377 ether được sinh ra mà thôi và phần trăm lạm phát của ether bây giờ chỉ có 0.05 phần thôi các bạn gần như là 0 luôn có nghĩa là hầu như là có rất ít ether được sinh ra đây là cái cách mà các bạn sẽ thấy được mạng lưới Ether có thể quản lý được tổng số nguồn cung và các bạn nên nhớ đây là cái thời điểm ảm đạm, thời điểm mà không có nhiều hoạt động tương lai được sử dụng, không có nhiều người mua bán những cái đồng meme coin, không có nhiều người sử dụng NFT. Các bạn cứ nghĩ đi, khi mà tình hình tốt trở lại đó thì Ethereum khả năng rất cao là sẽ giảm phát liên tục. Và cũng có rất nhiều bạn là fan của Chainlink cho nên thường muốn dành một ít thời gian ở cuối video này để mà chia sẻ thì Chainlink đã bắt đầu kích hoạt cái phiên bản 0.1 để các bạn có thể tham gia vào staking sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay. Nhưng mà những bạn nào mà tham gia staking đó thì dựa theo link thì cái số lượng mà các bạn tham gia staking sẽ bị lock lại. Tương tự như là tiêu thì các bạn họ sẽ lock lại từ 12 cho đến 24 tháng mà như các bạn gửi vào stake sẽ không rút ra được trong vòng 1 tới 2 năm. Thì sau khi mà có nhiều sự phản hồi từ cộng đồng thời gian này có thể là quá lâu thì đội Chainlink đã chia sẻ là họ sẽ có cái phiên bản 0.2 bản 0 2 này uh, sẽ có mặt là khoảng chừng 9 tới 12 tháng. Tới lúc đó thì những người nào mà đang stake có thể chuyển qua phiên bản 0.2 vào rút ra được. Thì có nghĩa là các bạn tham gia vào staking thì sớm nhất là 9 tháng sau cho đến 12 tháng sau các bạn mới rút ra được. Nhưng mà channel link cũng là một đồng mà nhiều bạn quan tâm cho nên Thùng muốn chia sẻ. Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Thùng hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này Nhưng mình nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Thuận Capital đó Có thể bấm vào cái link bên dưới cái video này để tìm hiểu những ưu đãi Như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% Khi mà tham gia vào những sàn như là OKX, Bybit hay là Binance và một số những cái dịch vụ khác Như là các bạn nhìn thấy trên màn hình Một lần nữa khi mà các bạn tham gia vào những sàn giao dịch đó, Thì chỉ được dùng để mà giao dịch mà thôi Các bạn không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn giao dịch Tại vì bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra một lần nữa, cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem video ngày hôm nay và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got